Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tuy nghe nói như vậy nhưng tâm không đổi khác, chẳng kinh chẳng sợ, không nghi không hoặc, lại càng hoan hỉ nghĩ thế này. Nay bí xô này đem đến cho ta nhiều lợi ích, vì ta mà phương tiện nói pháp chướng đạo. Khiến ta biết pháp chứng đạo này quyết định chẳng có thể chứng đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác huống là có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện khi ấy ác ma kia biết tâm đại Bồ Tát ấy chẳng thối lui, không sợ hãi, không nghi hoặc, liền ngay nơi ấy hóa làm vô lượng hình tượng bí sô, nói với Bồ Tát những bí xô này đều ở đời quá khứ mong cầu quả vị giác ngộ cao tột trải qua vô lượng kiếp tu hành các hạnh khổ hạnh khó làm mà chẳng có thể chứng đắc nay đều thối lui trụ quả vị a la hán các lậu đã hết qua khỏi biển khổ thì làm sao mà các vị có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thấy nghe như vậy rồi, liền nghĩ như thế này, nhất định là ác ma hóa làm hình tượng bí xô như thế, để nhiễu loạn tâm ta, nhân đó nói pháp tương tợ chứng đạo, chứ không có Đại Bồ Tát nào tu hành bát nhã ba la mật đa, cho đến địa vị viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, còn thối lui rơi vào địa vị thanh văn hoặc địa vị độc giác. Lúc bấy giờ, Bồ Tát lại nghĩ thế này, nếu Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, đến chỗ viên mãn mà chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chắc chắn không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát học an trụ pháp không nội, học an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát học an trụ chân như, học an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu bốn niệm trụ, tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó.